Rồi, hello Nhân Nam. Tiếp tục lau chùi cái anh Thoa lúc đèn mới về nè. Xe đẹp quá đẹp. Máy móc rất là chuẩn rồi, ok. Quá đã anh em ơi. Máy chỉnh anh đi thì tầm lên ha. Giờ mới sơn nữa nè anh em. Sơn đẹp này. Đây là ba thì cái đầu đò, cái đầu bò nó HVN này nè. HVN 202 thì nó đầu ET. Giảm dứt ron. Nè, giảm dứt ron nó khơi không nè. Nắp điện tới giờ chưa mở. Sườn đẹp. Sườn đẹp mây đi. Sườn giống như mới sơn. Khơi thiệt. Lắp tí xíu lên nè, làm nhầm tí xíu nè, cả móng tay thôi, cả móng tay đẹp. Cái máy này thấy không? À, ok vô luôn. Cặp đèn cày của xử lý này nè, nhìn rất là đẹp ha, nhìn rất là riêng luôn, đúng cái chắc máy đó, nó còn cái độ gít gít xè xè của cái đầu bò HVN, đúng chắc máy luôn. Cái gì nè, anh em nghe kỹ nè, thấy không, tiếng gít 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 xè 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 nhẹ của cái dòng anh Khoa đầu bỏ HVN. Bô đẹp quá nè ha. Này là 318 năm. Ghê. Với một người trưởng thành dầm chẳng ba nó đang dầm chẳng ba sườn đó nè, đây tái luôn, cuộc đẹp quá, cuộc có xử lý mà đẹp, nhìn nó hồng hồng hết nè. À, đúng như chắc riêng nữa đó. Cầm liền còn vàng, cầm còn vàng, nền không có một mọt coi như nè, nãy giờ quên chùi cái nền dơ quá, mới về tới vừa lau chùi vừa review luôn. Lúc trước thì
lau xương xương rồi review. Bây giờ vừa lau chùi vừa review mấy cái chỗ dính keo, lấy xăng chùi ra. Quá đẹp. Xe này thay cái này nữa đẹp. Cái này nó có nhiêu tiền, mấy chục ngàn. Cái này nó đẹp. Xe này vậy thay cái này, thay cái gù, thay cái bao cho nó đẹp. Thay mới luôn. Cái này zin nó theo xe đó nè. Nhưng mà nó lỡ ra, một khi nó lỡ đẹp rồi mình làm cho nó điều xe lại ha, điều xe lại. Thay cái này là đẹp. Ha, anh em dòm nhìn nó rất cũ. Nó đâu nó cũ hơn nhiều lắm so với những cái dàn cơ bản này. Máy này. Bẩn nó để trong vậy nè, bẩn bọng đầy đủ. Mấy cái dòng này phải quy view nó ít gắn bẩn này nè. Để vậy ra để quay cho nó rõ. Anh em cùng phép xem rồi đánh giá cho nó thật. À, nó chắc nó thật. Chứ gắn bẩn vô nó khó quay cục máy lắm ha. Dưới sườn rồi anh em đâu có thấy được cái gì. Nếu bữa nào lười vậy thì đưa trả luôn. Mới quá nè. À, thùng xăng đẹp quá. Sườn nữa nè. Hết biết cái xe này cái sườn. Vàng cáo quá anh em ha. Lốc đen điện thoại. Cái ốp hông ra đó dòm cây sườn nữa quýu rồi em ơi. Sườn nè rồi ok. Em nào quan tâm thì liên hệ với bên em nhé. Số điện thoại Pháp sẽ để thêm với phần mô tả nha em, hoặc anh em gọi 0948 66 9949 nha em. Đây địa chỉ cửa hàng anh em ha.